mọi người, lại là mình Minh Anh đây. Trong video ngày hôm nay hứa hẹn sẽ vô cùng đặc biệt và khác lạ luôn, bởi vì chúng ta sẽ cùng nhau review một dòng đồ chơi vô cùng thú vị. Tin tin, và đây chính là hai nhân vật chính của chúng ta nè. Đây thì mình có một bộ nhỏ và một bộ lớn. À mà nãy giờ mình quên giới thiệu thì cái dòng đồ chơi của chúng ta review ngày hôm nay có tên là Stick Pop. Thật ra thì tổng cộng là mình tới 3 bộ khác nhau lận. Tuy nhiên thì mình có một em khủng long như thế này mình đã gỡ ra trước rồi. Thì những nhân vật ở trong cái bộ đồ chơi này thì đa số nó đều giống nhau nha các bạn. Ý của mình nói giống nhau ở đây không phải là con người giống như trên khủng long hay là giống như trên con chó. Tuy nhiên thì sẽ có một số bộ phận trên cơ thể của những con này giống như hệt nhau nha các bạn. Ví dụ như là cái chân này nó sẽ có một cái cục hít như thế này. Và ở giữa những khớp tay và khớp chân thì sẽ có những cọng dây thun để chúng có thể dễ dàng co giãn hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về bộ lớn trước. Thì đây chính là một cái form pack. Mình có một con người này các bạn. Và dưới đây là thêm một số phụ kiện để dễ dàng làm nông hơn. Pack thứ hai chính là dạng pet các bạn. Thì ở đây mình có một con chó. Và ngoài ra thì còn có bốn dạng khác nhau nữa là con mèo nè, con khỉ, con bulldog và con chó bình thường là con này nè các bạn. Thì mình đang quay ở trước cái cửa sổ cho ánh sáng nó tốt hơn á, cho nên là nó hơi bị chóa vào cái đồ chơi của mình một chút. Ok, bây giờ thì mình sẽ khui hai bộ này ra nha, để cho những em nào đoàn tụ với em khủng long chứ ở một mình cũng buồn. Mình sẽ cắt ra, thì mình sẽ không cắt ở đầu mà mình sẽ cắt ở dưới đáy. Ok, mình đã mở ra được rồi. Và đây chính là em chó của chúng ta, bây giờ mình sẽ mở ra. Tin tin tin, em chó của chúng ta nhìn cưng quá đi. Kế tiếp chính là một bộ mà có thể nói là chính luôn, chính là farm pack. Bởi vì trong đây có con người thì mình sẽ dễ dàng làm này nọ hơn. Các bạn ơi, ở trong cái farm pack này á thì có rất là nhiều cái phụ kiện nhỏ nhỏ như thế này, ví dụ như là cái đồ xúc nè, cái đồ cào, cái thang rồi cái nón này nọ, chứ mình nghĩ là mình phải đi tìm chỗ để cất thôi chứ lạc mất một bộ phận là tiếc đứt ruột luôn. Còn đây chính là bạn con người của chúng ta, thì bạn này có màu xanh, còn hai bạn thú của chúng ta thì có màu đỏ, nhìn giống như là nước với lưỡi hay các bạn. Ok, xong phần 1 chính là giới thiệu nhân vật. Thì chắc hẳn các bạn cũng thắc mắc nãy giờ là cái bộ này để làm cái gì, hay là chỉ để chân như là búp bê này nọ thôi. Tuy nhiên thì không phải như các bạn, đây là những dạng hình nộm giống như vậy, nó là người que đó các bạn, giúp chúng ta có thể hoàn thành một bộ phim theo chính mình sáng tạo. Mà đặc biệt một chỗ không phải là quay phim bình thường mà thấy cái tay của mình cầm rồi nói chuyện này nọ đâu. Đây là một dạng quay phim vô cùng đặc biệt, nhưng mà mình nghĩ cũng có lâu nhưng mà rất là ít bạn biết tới, chính là quay phim dạng stop motion. Và hồi đó thì mình cũng đã tự tìm mò này nọ để mà làm ra một cái bộ phim stop motion cho chính mình rồi. Thì những cái em mà nhân vật chính trong cái bộ phim á, mình lấy là những em mô hình hình nộm đứng im như thế này nè các bạn. Thì kiểu mấy khi nhúc nhích thì nó chỉ nhích được một chút. Tuy nhiên thì những em này đặc biệt một chỗ là ngay những cái khớp tay, khớp chân hoặc là đuôi đầu này nọ thì sẽ có khớp. Khi vậy thì chúng ta có thể nhích một lần một chút như thế này thì ra cái bộ phim nó sẽ hoàn hảo hơn. À mà còn một điều nữa mà theo như mình nhớ nha, là một giây trong bộ phim đó hình như chúng ta phải chụp đến mấy chục bức ảnh nhúc nhích từng chút vậy nè, để cho nhân vật thấy là theo kiểu kéo cái tay lên như thế này luôn. Thật ra làm phim như thế này thì hoàn toàn cần sự kiên nhẫn của chúng ta, đồng thời cũng là sự sáng tạo. Nên nếu bạn nào có sự sáng tạo đầy đầu nhưng mà các bạn không có thể nào kiên nhẫn để ngồi chụp từng cái hành động của cái nhân vật của chúng ta thì mình nghĩ các bạn không nên làm stop motion đâu nha. Tình tin, trước mặt các bạn hiện tại đang là một tờ giấy màu xanh thì chắc hẳn các bạn cũng thắc mắc, không để mình lấy cái này cái xong mình để con nhân vật vô như thế này thì nó khá là bình thường đúng không? Thì bình thường các bạn xem behind the scenes, các bạn sẽ thấy những nhân vật của chúng ta sẽ đứng ở trước một cái phông xanh như thế này và xung quanh là phông xanh luôn. Sau đó sau khi mà chiếu phim xong thì lại thấy phong cảnh biển cả vũ trụ rất là nhiều. Thì đây, nó cũng là giống một phần như thế đấy các bạn, tuy nhiên thì nó sẽ nhỏ hơn thôi. Đầu tiên á, thì mình sẽ để những nhân vật phía trước cái nền như thế này. Sau đó thì mình cho đóng bình thường, nhưng mà mình có một cái ứng dụng giúp ghép cái phông ở đằng sau lên. Thì lát mình sẽ cho các bạn xem nha. Có thể là sau khi xem video này xong, có rất nhiều bạn kiểu rất muốn để làm một cái video stop motion riêng cho mình. Tuy nhiên thì nếu mà bạn nào vẫn chưa có cái bộ này ở nhà thì các bạn cũng yên tâm nha. Cứ xem hết video này và nhấn nút subscribe, bởi vì mình sẽ ra một cái video hướng dẫn các bạn cách làm một bộ phim stop motion với những vật dụng các bạn đã có sẵn ở nhà. Ok, và phần giới thiệu này kia nọ cũng đã xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào phần thực hành nha. Thì đây chính là cái hậu trường thực hiện của mình. Ở đây mình có một cái background màu xanh, ba nhân vật chính, và ở trên thì mình đã chuẩn bị thêm một cái đèn led để cho cái phần quay phim của mình nó sáng hơn và không bị tối.
Và những cái phụ kiện của bộ phim thì mình đã tìm được một cái hộp đựng vô cùng chắc chắn là các bạn. Thì trong đây có rất là nhiều phụ kiện đa dạng khác nhau luôn. Trong cái bộ phụ kiện của mình, ngoài những cái cuốc kiết này ra thì mình còn được kèm theo 6 cái màu trắng trắng như thế này. Thì chắc hẳn nãy giờ cũng các bạn cũng thắc mắc là cái này để làm cái gì. Thì thật ra nguyên lý hoạt động là như thế này, mình sẽ gắn vào tai của những bạn stick. Đó. Sau đó nó sẽ có những cái đầu cầm và mình chỉ việc gắn những cái này vào thôi. Bởi vì những cái tai bình thường thì không thể nào mà cầm những cái này được. Đó đó đó, bây giờ thì đã hoàn hảo rồi. Ok, thì đây chính là cái app mà mình sử dụng để mà làm cái background để quay phim này các bạn. Thì đây chính là một cái app tên là StickBot Studio. Hình như là, theo như mình nhớ là vậy. À đúng rồi nè các bạn. Và bây giờ mình sẽ vào Create Movie. Sau đó thì mình sẽ vào cái dấu như thế này. Đó, chúng ta vào nha và chọn thành cái ô hình vuông như thế này, nó sẽ hiện lên cho mình một cái bảng và mình sẽ bấm vào select library và nó sẽ cho các bạn rất là nhiều cái backdrop khác nhau luôn. Và ở đây mình nghĩ là mình sẽ xài cái này đi. Thì khi mà chiếu vào như thế này thì sẽ có một cái backdrop đây, các bạn có thấy cái tay của mình khi để vào không? Đó, vô cùng lạ luôn. Và khi mà mình để ra đó thì nó sẽ khác, để vào thì nó sẽ khác. Như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng quay phim hơn. Ok, thì đây chính là cái màn ảnh của chúng ta sau khi mà có nhân vật vào trong cái background này các bạn. Thì nhìn cũng khá là được ha. Bây giờ thì mình sẽ quay một đoạn video ngắn thôi và mình sẽ show cho các bạn xem thành quả. Và sau một hồi hì hục quay phim thì mình đã được một cái đoạn video ngắn khoảng chừng mấy giây đó các bạn. Tuy nhiên thì có nhiều cảnh nó khá là phê nên mình mong các bạn thông cảm, thì đây là lần đầu mà mình thử nghiệm cái cách này. Bây giờ mời các bạn xem nha. Thì nó chỉ là một cảnh quay khá là ngắn, lặp đi lặp lại nhiều lần thôi nha. Các bạn thấy bộ phim StickBot của mình làm ra cũng như là video của mình như thế nào? Nếu thấy hay thì các bạn hãy cho video được một like và một subscribe cho mình nha. Các bạn có thể xem thêm video tại đây và nhấn đăng ký tại đây nha. Bây giờ thì bye bye các bạn. Mua!